kinh nghiệm chống dịch của Hà Nội dưới góc nhìn của chuyên gia. Công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội với những tín hiệu đáng mừng đóng vai trò làm nên bước ngoặt trong cuộc chiến với dịch COVID-19, như số ca mắc cộng đồng đang có chiều hướng giảm dần, các trường hợp F0, F1 của Hà Nội không để cách ly tại nhà, năng lực y tế của thành phố được nâng lên ở mức cao để sẵn sàng đối phó dịch bệnh ở cấp cao hơn. Dưới góc độ của các chuyên gia, từ cách chống dịch mà chính quyền Hà Nội đang triển khai có thể đưa ra 6 bài học kinh nghiệm để không chỉ dịch bệnh ở thủ đô được đẩy lùi, mà đây còn là kinh nghiệm để các địa phương khác có thể nghiên cứu tham khảo để từ đó triển khai việc phòng, chống dịch hiệu quả hơn, đó là 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, hiệu quả, đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt với sự thống nhất, thông suất trên dưới như 1. Lãnh đạo, chỉ đạo gắn chặt chẽ với kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo thành phố kiểm tra tận nơi, xem xét các vấn đề cụ thể đã tác động rất mạnh tới hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan điểm nhất quán và có tính nguyên tắc được quán triệt từ trung ương đến cơ sở là luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể. Bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh luôn là quan điểm xuyên suốt. Tất cả các chiến lược phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội đều có ý kiến tham khảo của các chuyên gia đầu ngành, dựa trên các căn cứ khoa học như vấn đề về xét nghiệm thế nào, phong tỏa ra sao, chứ không hẳn chỉ là ý chí, quyết tâm chính trị. 2. Là hệ thống chính trị ở cơ sở đã vào cuộc rất hiệu quả, đặc biệt là sự tham gia của người dân trực tiếp, tự nguyện, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trên rất nhiều nội dung. Từ việc hỗ trợ, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đến quyên góp ủng hộ quỹ vaccine, quỹ phòng chống Covid, tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch, bảo vệ vùng xanh. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát thì vai trò của người dân đã thể hiện rất rõ, người dân thực sự là chủ thể, là chiến sĩ trong phòng, chống dịch. Chính vì thế, các vùng đỏ dần được thu hẹp, vùng xanh được mở rộng. Cho đến nay, Hà Nội chỉ còn 66 điểm cách ly. Trong suốt thời gian qua, tuyệt đại đa số người dân ủng hộ và tuân thủ nghiêm chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều địa bàn, nguyên tắc giãn cách gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã, phường cách ly với xã, phường, quận, huyện cách ly với quận, huyện, được thực hiện triệt để, đồng bộ. 3. Là việc quyết định các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, dứt khoát, triệt để, nhằm kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan, giảm tác động của đại dịch đối với sức khỏe của người dân, hệ thống y tế và phát triển kinh tế xã hội. Chính quyền thành phố Hà Nội không chỉ bám sát tình hình, dự báo chính xác mà còn đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với từng diễn biến của dịch, từ giãn cách xã hội cho đến chiến lược xét nghiệm diện rộng đều rất đúng. Các khu vực giãn cách, phong tỏa phải thực hiện nghiêm, thực chất, chắc chắn, hiệu quả, không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong để nhanh chóng kiểm soát, ổn định tình hình dịch, không để dịch kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, an toàn trật tự xã hội. 4. Là kiên định với các giải pháp chuyên môn kỹ thuật, đồng thời chủ động, linh hoạt với các giải pháp trong truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là chiến lược về xét nghiệm để phát hiện và nhanh chóng các trường hợp nhiễm ra khỏi cộng đồng. Chủ động các phương án và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành ngay các cơ sở thu dung, điều trị khi số ca mắc tăng cao, thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong xét nghiệm, điều trị. 5. Là chủ động trong công tác hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là tại cơ sở. Chuẩn bị các phương án ở mức cao trong mua sắm, huy động các nguồn lực phòng, chống dịch, không để lúng túng khi dịch bùng phát. Đảm bảo việc tổ chức và điều phối hiệu quả nguồn lực về nhân lực y tế, vật tư, trang thiết bị để chủ động trong mọi tình huống, trong mọi phương án, nhất là về cơ sở điều trị. 6. Là công tác truyền thông cần có sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch. Kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu, sai sự thật, các thông tin giả mạo gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của lực lượng chống dịch và gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ một số địa phương, Hà Nội đã ứng dụng công nghệ vào phòng chống dịch. Tất cả các quận, huyện, phường, xã đều khai thác các nhóm Zalo, Facebook để phục vụ công tác thông tin liên lạc, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hà Nội đã thiết lập sở chỉ huy kết nối từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Xây dựng phần mềm quản lý, phân loại F0, điều phối F1. Đặc biệt, thành phố đã thiết lập tổng đài 1022 với 6 nhánh, trong đó có khai báo y tế, kết nối với CDC, 115 và nhánh phản ánh về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch do Sở Thông tin và Tuyên truyền thành phố quản lý,
Thông qua đó, phát huy vai trò giám sát của người dân, nhiều vi phạm được người dân phản ánh, Sở Thông tin và Tuyên truyền đã kịp thời gửi cho các quận, huyện xử lý ngay. Có thể khẳng định, tất cả các công việc thành phố triển khai theo chỉ đạo của Trung ương và sự chủ động của thành phố thì hiện nay công tác phòng chống dịch của thành phố là đúng và đang đi đúng hướng. Công tác phòng chống dịch của Hà Nội đã nhận được sự tin tưởng, sự vào cuộc của đông đảo quần chúng nhân dân với sự đồng tình hưởng ứng, đặt niềm tin tuyệt đối của người dân đối với chính quyền Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì đó là cơ sở kiến định cho sự thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh.